Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 2022. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 98. Có một công đoạn rất là hay, như Đức đọc cho vị nghe. Sở dĩ chúng sanh chìm đắm trong ba đường khổ, bị phiền não, bị vô minh, chấp trước, là do ba nguyên nhân chính. Một là thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc. Tất cả người đời bị ba thứ ràng buộc này mà bận rộn hết một đời, ồn náo hết một đời, khổ lị hết một đời. Quá hay quý vị, đúng không? Sự ràng buộc, thân thể ràng buộc. Vì coi người ta dưỡng cái thân này đủ cách, chỉ cần ai đụng đến nó một cái thôi là không được, ai nói đến nó là không được. Mà khi nó bệnh bất chợt, nó bỏ mình bất chợt, vì mà mình vì nó mình tạo bao nhiêu cái nghiệp, nên bị thân ràng buộc, quyến thuộc ràng buộc. Vì thân bằng quyến thuộc mà tạo bao nhiêu nghiệp chướng luôn. Vì một đứa con, đứa cháu tạo bao nhiêu cái nghiệp luôn. Nhiều người vô cùng là cam tâm quý vị, dù khổ đau cỡ nào đi chăng nữa, chỉ mong con cháu mình có điều kiện hạnh phúc, khổ đau đọa lạc, bị tù tội cũng chịu luôn. Đó. Nên gọi là bị quyến thuộc ràng buộc. Mình tu nên nhận thức chỗ này nghe. Ba là gia nghiệp ràng buộc của cái vật chất. Bỏ công ra học tập, học nghề, mục tiêu là gì? Gia nghiệp. Mà ba thứ ràng buộc này hoàn toàn giả tạm, do ba thứ ràng buộc này mà con người bận rộn một đời, rồi ồn náo hết một đời, khổ lị hết một đời, toàn là những thứ này mà cả đời có người đều sống vô nghĩa. Từ xưa tới nay bao nhiêu người luôn đều bị dính vào hết. Chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Ngài hoàn toàn giác ngộ, nhìn ra. Người ta thì chi cầu cái danh cái lợi, còn Ngài thì có tất cả tài sắc danh lợi hết luôn, mà Ngài buông tất cả luôn. Nên chúng ta tôn xưng Đức Phật mình là bậc toàn giác. Nhớ toàn giác. Ngài không bị một cái thứ gì ràng buộc Ngài, nên gọi là toàn giác. Đem sự giác ngộ đó để dạy chúng ta, để cho chúng ta nương vào lời dạy của Phật để mà nhận thức, để rồi mình cũng giác ngộ để làm Phật. Chứ Ngài không có nói rằng Ngài toàn năng. Ngài đem sự giác ngộ để chỉ dạy mình, để hướng đến giải thoát, là chính bản thân mình áp dụng lời dạy của Ngài để tu hành, để giải thoát. Chứ không phải Ngài nói rằng tin Ngài thì Ngài cứu chứ.
Chỉ tin không chưa đủ mà phải làm. Rồi nhìn thấu. Từ nơi đó mới giác ngộ được cõi đời là giả tạm. Có những mối đạo nói rằng là tin thì được cứu. Chỉ cần tin thì được cứu. Còn Đức Phật thì chỉ dạy mình một phương pháp, mình hành trì đúng như vậy thì mình được giải thoát. Chính bản thân mình làm, chính bản thân mình giải thoát. Chính bản thân mình làm, chính bản thân mình đọa lạc. Nếu như mình làm sai thì mình đọa lạc, mình làm đúng thì mình giải thoát. Chính mình. Chứ Đức Phật không có nói rằng là Ngài sẽ đưa mình đi, mà Ngài chỉ mình phương pháp để mình tự đi. Nhớ ngay vậy. Ngài chỉ mình phương pháp đi, mình tự đi. Pháp môn Tịnh Độ cũng vậy. Chính mình là người tín nguyện niệm Phật. Tín nguyện niệm Phật kiên cố. Nương vào bổn nguyện niệm Phật. Mình tin mình niệm Phật. Phật tiếp dẫn mình. Là từ nó lòng tin mình niệm Phật, nên Phật mới đến tiếp dẫn mình. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ này là pháp nhị lực. Nhưng mà chính nhất là phải tin tự là bản thân mình. Phải có lòng tin mình niệm Phật, Phật sẽ tiếp dẫn. Nếu mình không niệm Phật thì không cảm với bổn nguyện sao tiếp dẫn. Còn ngoài Tịnh Độ thì hoàn toàn chính mình tu phải tiêu nghiệp sạch sành sanh. Thì việc này cực kỳ khó khăn. Nên khi chúng ta nghe qua ba công đoạn này, mỗi người chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ. Vì coi từ cái đầu năm Tết và cho tới bây giờ, ngày nay là ngày 22, còn có 8 ngày nữa tới Tết. Quý vị coi, có những người quằn quặt cả một năm. Như vậy mà còn có mấy ngày Tết này, bây giờ phải tích cực nè. Phải cực lực nè. Quay quằn trong cuộc sống nè. Để kiếm chút đỉnh tiền ăn Tết nè. Vì mà có những gia đình không có tiền ăn Tết luôn. Không có tiền ăn Tết. Có người chạy đôn chạy đáo trong dịp Tết này, phải chạy đôn chạy đáo, chạy đôn chạy đáo. Kiếm không được bao nhiêu tiền thì về sân si khó chịu bực bội. Tiền. Chải hoa ngoài đường, đồ đứng phơ nắng để bán từng cái chậu hoa. Cũng mục tiêu là gì? Kiếm tiền. Ai cũng mong mỏi bán được cho mau hết đi, đặng về nhà vừa có tiền ăn Tết, vừa sum họp gia đình. Nên bữa đó những Đức chia sẻ con công đoạn, Đức nói mình nên đi mua hoa sớm một chút. Để làm chi? Để cho tất cả những người bán hoa đó được về nhà ăn Tết sớm một chút. Như bản thân chúng ta, có khi những người làm công ty, xí nghiệp gì, chúng ta khoảng cỡ 26, 27, 28 gì chúng ta đã nghỉ. Chúng ta được đi mua đồ Tết cho con cái cái này kia. Còn người ta bây giờ phải đứng ngoài đường để bán hoa, mong bán cho sớm sớm, mau mau hết đi, đừng về sum họp gia đình. Mình mua hoa sớm một chút để cho họ được về sớm một chút. Mỗi cái niệm mình có cái thiện tâm như vậy thì tức khắc có phước đức liền. Có phước đức. Thí dụ như ngày mai là ngày đưa ông Táo về chờ, nhiều người người ta ngày mai người ta mua cá chép phóng sanh, thì nhiều người người ta sẽ tập trung bán cá chép để người mua cá chép phóng sanh. Nhưng cũng nhiều người dựa vào ngày 23 đưa ông Táo về chờ, lại giăng lưới chuẩn bị rồi sẵn hết, xiệt điện rồi chuẩn bị. Người ta vừa thả cá xuống thì lấy lưới vớt lên bắt, xiết điện bắt. Cũng là vì cái gì quý vị biết không? Tiền. Cũng vì tiền lo cho gia đình người thân. Nên ba thứ ràng buộc này để giúp chúng ta đi vào tam đồ ác đạo. Thân thể ràng buộc vì bản thân mình, vì ăn ngon mặc đẹp mà kiếm tiền bất chấp tội lỗi. Quyến thuộc ràng buộc vì quyến thuộc mà tạo bao nhiêu nghiệp trước. Vì những quyến thuộc này có khi cuối cùng còn quay lại trở mặt. Con cái bất hiếu chửi mắng cha mẹ, không nuôi cha mẹ, vì quyến thuộc cuối cùng quay ngược lại với mình. Gia nghiệp quyến thuộc. Vì sự nghiệp muốn giàu sang,
không thua xúc người khác. Giàu rồi sợ nghèo lại vì gia nghiệp, mà cả cuộc đời quằn quại không có thời gian để nghỉ ngơi, không biết tu nhân tích đức gì hết. Nên tất cả những người làm việc thiện, như ngày mai mình phóng sanh, bây giờ mình thành tâm thành ý mình phóng sanh, tìm mọi cách mình phóng sanh, nhưng mà họ quyết định họ bắt, thì việc phóng sanh của phước, có phước của phóng sanh. Người bắt có tội của kẻ bắt. Giống như cái tâm quý vị hướng thiện thì quý vị có phước thiện. Cái tâm của họ nghĩ làm ác thì họ chịu quả báo ác. Nguyên lý là vậy thôi. Nhớ. Còn nếu như bây giờ đi phóng sanh, rồi bây giờ bị người ta bắt là tức, sân si nổi máu, sân si khó chịu lên, vậy thì thà đừng phóng sanh. Tại vì đi phóng sanh mà bực bội khó chịu sân si vậy, mình phóng cái bên ngoài mà trong tâm của mình thì tạo sát sanh. Vậy thì thà đừng phóng sanh, giữ mức bình thường còn hay hơn. Nên mỗi một con người chúng ta, việc thiện mình làm đều tùy duyên hết. Quan niệm người ta ngày 23 là một cái chép phóng sanh, thôi kệ phóng sanh cũng là điều tốt. Nhưng cái việc trong Phật Pháp dạy thì nếu như chúng ta biết thương chúng sanh, vậy mình ăn chay trường luôn đi. Rồi ngày nào cũng vậy, mình đủ duyên phóng sanh được có phóng sanh, đâu nhất thiết ngày 23 phóng sanh. Còn nếu bây giờ người ta nghĩ ngày 23 phóng sanh cái chép là tốt, vậy thì tốt, phóng sanh được cũng là tốt. Nhưng mà giải thích cho họ nghe rằng ở cái cuộc đời này làm việc thiện, việc tốt đều có sự trở ngại. Nhưng mà mình vẫn là làm việc thiện, ý niệm thiện, giữ, duy trì tốt, như vậy thì chắc chắn là tốt. Còn mình không duy trì cái tâm thiện đó, mà mình phát cái tâm ác để làm việc thiện, vậy thì mình có quả báo của chính mình. Nên cả đời con người nếu như chúng ta không nhận thức được Phật Pháp, không được chỉ dạy con đường giải thoát, thì cả đời con người chúng ta đúng là rõ ràng lao theo cái sự tạo nghiệp, cả đời sống vô nghĩa. Nên có một câu rất là hay nè quý vị. Có một vị thiền sư Di Tắc, ngài nói nè: ồn náo hết một đời, khổ lị suốt một đời, vô ích suốt một đời, hoa xuân suốt một đời. Con người ta quý vị nhìn nhận phải đúng không? Ồn náo hết một đời. Có những người quý vị biết rằng lâu lâu có dịp đi đến chùa tích tu từng, tu một hai ngày, tranh thủ chạy về, chạy về cái gia đình nhỏ đó. Ồn náo hết một đời quý vị coi, khổ lị suốt một đời, đây là 100% luôn. Từ khi sinh ra khóc và đến khi già gần chết khổ lị hết một đời, vô ích suốt một đời, của cải vật chất, con cháu lo đủ chuyện. Có những người của cải đưa lại cho con, vậy mà đứa con này đứa con kia nó không vừa bụng luôn, nó còn chê trách cha mẹ là không công bằng luôn. Có để lại luôn, vậy mà vẫn chê trách. Rồi có những người đưa tiền cho con cái giữ, lâu lâu xin tiền nó còn gây la lại nữa. Rồi có những người á, sanh con, rửa mông cho con, bây giờ tiếp tục rửa mông cho cháu, nấu ăn, làm vệ sinh, rồi lau nhà cửa cho con mình, mỗi tháng cho đỉnh tiền. Phải rõ ràng cái câu khổ lị suốt một đời quý vị. Rồi cuối cùng nhìn lại một đời đi qua, phải rõ ràng vô ích suốt một đời không? Rồi qua xuân suốt một đời quý vị. Qua xuân là qua đời mình đó quý vị. Sống vô ích mà qua một đời. Rồi cuối cùng đi đâu? Đi suốt tam đồ ác đạo, gặp vua Diêm Vương tính sổ. Đáng thương không quý vị? Đáng thương chưa? Có nhiều Phật tử nghe những đức hướng dẫn, họ sống rất đơn giản, tự nhiên họ không lao theo cái cuộc sống giàu sang vậy chứ. Vậy mà khi có phước rồi, tự nhiên cái phước nó đến với mình, sống an vui tự tại. Còn có những người thì sống vất vả, sống lo âu, sống bận tâm đủ chuyện hết luôn.
Như vậy mà cuối cùng cũng là gì? Không có gì. Chính bản thân những đức rõ ràng, bản thân mình luôn. 11 năm sống trong thành phố, 11 năm qua đi, nhà đức không có gì cả. Nếu như tới bây giờ nhà đức trên thành phố vẫn là coi chừng cũng không có gì, mà thân tàn ma dại luôn. Như vậy mà đi học Phật ngày tháng vui, với cái cuộc đời rõ ràng là thay đổi số phận luôn. Không nghĩ là có tất cả mà lại có tất cả. Còn ngoài đời cứ mơ mộng có tất cả mà không có một cái thứ gì chứ. Đây là xác thực 100% luôn đó quý vị. Xác thực 100% luôn. Nhớ. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải nhận thức được kìa. Phải nhận thức được. Khi nhận thức hiểu được thì chúng ta sẽ chọn một con đường giải thoát liền. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Những bài học này nó đáng giá lắm đó quý vị à. Nhất là trong cái thời điểm đang Tết nhất này quý vị, mà ngồi mà nghe đường gì quý vị nhận thức đi. Thì coi rất là nhiều người qua một đời vô nghĩa đó quý vị à. Rất nhiều người luôn. Mà người đó là ai? Ông bà cha mẹ chúng ta từng đời qua một đời rất vô nghĩa. Mà bây giờ ông bà cha mẹ chúng ta còn đang đọa tam đồ ác đạo kìa. Chưa ra. Cho gì biết. Họ cũng vì con cháu đó mà họ đang đọa tam đồ ác đạo chưa ra kìa. Vì mà mỗi năm con cháu còn sát sanh hại vật cúng họ đãi, mọi người ăn nhậu này kia rồi xả xuống cho họ, để họ nằm ở dưới đó. Càng sâu càng sâu càng sâu. Không ra được luôn. Nên khi Đức Phật còn tại thế mà Tôn giả A Nan cùng với Đức Thế Tôn đi khất thực. Đi một đoạn thì thấy nhóm quỷ khóc quá trời khóc. Tôn giả A Nan thỉnh hỏi Đức Phật, Đức Phật nói để một chút rồi, Đức Phật thiết cho nghe. Một chút nữa thì gặp một nhóm quỷ cười vui vẻ, vui mừng hát ca. Thì Đức Phật cùng với Tôn giả A Nan đi đến một cái cội cây nọ ngồi xuống, Đức Phật mới thiết rằng cái nhóm quỷ đầu tiên mà khóc la kia là con cháu không biết tu hành và mỗi năm sát sanh hại vật xả xuống. Nhóm quỷ này không có cái cơ hội được siêu thoát. Thê thảm mà khóc lóc kêu gào. Còn cái nhóm quỷ mà vui sướng hát ca kia là con cháu biết tu nhân tính đức niệm Phật ăn chay, làm lành lánh dữ hồi hướng công đức. Mà bây giờ nhóm quỷ này sắp sửa được siêu thoát nên vui mừng hát ca. Nên mỗi một con người sống trong cái cuộc đời này đa phần là hại ông bà cha mẹ mà cho rằng là đúng. Có nhiều người nhà giàu cả đời tạo nghiệp, khi chết đi một cái làm cái đám ma linh đình, phí phạm của cải, sát sanh hại vật đủ chuyện, để họ càng sâu càng sâu càng sâu xuống. Rồi mỗi từng thắt tiếp tục sát sanh hại vật. Đã đỏ rồi mà càng đỏ càng đỏ càng đỏ càng đỏ xuống. Thê thảm chưa? Nên nói rằng là ông bà cha mẹ chúng ta từng đời bây giờ còn đang đọa tam đồ ác đạo kìa. Đọa tam đồ ác đạo. Nếu như mình không nhận thức được thì đời của mình tiếp nối cũng là đọa tam đồ ác đạo nữa. Cũng là đọa tam đồ ác đạo nữa. Nếu như mình nhận thức được thì mình nhìn cái cuộc đời này giả tạm. Mình sẽ có một phương hướng giải thoát. Bởi vì may mắn thay mình gặp Phật Pháp, mình gặp một con người vạch rõ cho mình nhận thức. Nhận thức đi quý vị. Nhận thức đi. Từng đời rồi tới đời ta cũng gặp Phật Pháp. Không lẽ ta tiếp tục như vậy sao? Quý vị biết, cả người xuất gia mà có khi cũng chưa thoát được cái việc mà về của cải vật chất buộc ràng đó quý vị. Nhớ. Chúng ta phải nhận thức cho sâu sắc thì nó không buộc ràng được mình. Chỉ là những phương tiện trong cuộc đời này để sử dụng thôi. Chứ nó không có một cái gì để mà trói buộc được chúng ta. Vậy thì đặc biệt quá. Quá đặc biệt. Nên mỗi một con người nhận thức được thì chúng ta sẽ biết tránh cái con đường mà ông bà cha mẹ mình đã từng đi qua. Gọi là ồn náo hết một đời, khổ lị suốt một đời, vô ích suốt một đời, qua xuông suốt một đời. Qua một đời rất là vô ích, vô nghĩa. Đi đọa tam đồ ác đạo quý vị coi. Thê thảm không? Từ nơi đó mà mỗi một con người mà nhận thức được thì đúng là quá tuyệt vời. Những bài học tập này là bài học tập nhắc nhở cực kỳ sâu sắc.
Nên có nhiều người đi vô chùa, mình thấy trong chùa mình có người mắc, khi hộ niệm rồi đưa đi lên đài quả táng, nhiều người đều nói: ôi con ước ao sau này chúng con chết gì, ước gì niệm Phật đi, chăng thật ăn chay phóng sanh niệm Phật, làm chăng thật đi. Rồi giờ con cái lo xong hết trơn rồi, còn sức khỏe chút đỉnh vô chùa liền đi, chờ tới nào mà đem băng ca bưng vô ai mà nhận được không. Toàn là muốn xài cho hết xíu quách không mà hỏi. Thê thảm thiệt. Dù nghe là nghe nhưng mà không buông được. Nó cuối cùng thì mình cũng phải buông, mà còn đọa tam đồ ác đạo nữa quý vị coi. Thê thảm thiệt. Nên những đức thường nhắc chính mình, những đức là có cái duyên nuôi người, lo cho chúng thì những đức cố gắng thôi, chứ không dám trông mong gì cao xa quá đâu. Không dám trông mong gì cao xa quá. Có khi nhắc nhở lo lắng cho họ, nhắc nhở khô cuốn họng luôn. Nhưng mà có những người, người ta cũng không vừa lòng không vừa ý mình, thì cái việc mình làm tốt cứ làm chân thật, không có dám đặt hy vọng vào người nào cao quá, dễ bị thất vọng. Đặt hy vọng cao là thất vọng cao. Từ nơi đó mà bản thân của mình cố gắng niệm Phật, nhận thức cuộc đời này vô thường. Con người đến với con người nó trở mặt rất là dễ quý vị à. Lúc mình đương thờ thì cái bưng người bợ, lúc mình hết thờ thì kẻ ghét người khinh. Quý vị sống ngoài đời thì cũng thấy điều này, mà cả trong đạo cũng có việc này nữa. Đều có hết quý vị à. Ở đâu cũng có những thứ này. Nên mới nói là ngũ trược ác thế. Quý vị đi đến chùa, quý vị còn cảm giác được cái sự bình an nè. Còn có những giây phút tĩnh lặng, còn có những lúc quý vị còn nghe một pháp vui gì. Đâu phải là nơi nào quý vị đến cũng được vậy đâu. Nên trân quý cái pháp tu. Nên những đức đưa lên tư tưởng thỉnh tượng Phật, thờ tại gia, phương pháp tu tại gia. Nghiệp duyên sự cố gì, dịch bệnh gì xuất hiện, chúng ta tại nơi nào niệm Phật tại nơi đó. Nơi nào cũng là chính bản thân mình giác ngộ mà tu giải thoát. Phật hay thầy hay tổ gì cũng đem một phương pháp để chỉ dạy mình thôi, chứ có ai nói rằng tôi sẽ đưa bạn đi qua bên thế giới cực lạc đâu. Chính bản thân họ giúp họ đi, chính bản thân mình giúp mình đi. Người ta chỉ một cái pháp là quá mừng rồi, đội ơn rồi. Mừng mà đội ơn đó quý vị. Nhớ, nếu như mình không nhận thức được thì mình tệ quá. Bây giờ quý vị sống ngoài đời mấy chục năm, quý vị nhận thức đi. Nên nhà Đức từng nói một câu rằng rất là nhiều người cực khổ lam lũ kiếm tiền để đổ vào cái thùng bể, sanh con nuôi con, cái thứ con vô dụng, quý vị có đổ vào bao nhiêu thì cũng đổ vô cái thùng bể. Đổ vào cái thùng bể, quý vị nhớ. Nên chùa mình tết nhất gì nè, hàng Phật tử khắp nên phải hiểu, không có cái việc mà lì xì tiền được giống như thế tục, không có nha. Đi đến chùa quý vị nhớ, cúng dường là cúng dường tam bảo, tu phước tu duyên. Những đức nói với đại chúng trong chùa, những đức nói quý vị biết rằng xài tiền lo lắng cái này kia, bản thân những đức thì tích góp từng chút để dư ra tới tháng đưa cho hòa thượng xây chùa. Đâu có đơn giản đâu. Ai cúng dường lo cho tam bảo, lo cho đại chúng, lo thì các cụ đầy đủ, lo đâu vào đó chứ. Thì còn dư ra để dành, để dành, để tới tháng đưa cho hòa thượng. Mỗi tháng số tiền rất là lớn để xây dựng chùa chiền, để người già khắp nơi nơi tương lai cũng có chỗ ở. Bây giờ hòa thượng này có cái nguyện xây chùa vậy, mình ở chùa của ngài, cái gì cũng có công và có quả, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Đâu có đơn giản. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nhận thức. Có khi nhiều người trong chùa khi họ không hiểu, đời đạo gì bây giờ cũng gì, gọi là hiểu thì sống được tốt, không hiểu
thì quý vị thê thảm. Dù là đi tu cũng có khi cũng thê thảm. Đi đến một nơi không có một tư tưởng gì cả, sống mọi ngày không có ý nghĩa gì hết chứ. Giống như hồi trưa Nhân Đức có nói chuyện với đại chúng bên chùa mới, Nhân Đức nói một câu: có những người xuất gia đi về đi tu, có những người gặp Nhân Đức hỏi con về đây con tu, có khi con thấy lương tâm mình có lỗi với thầy của mình. Nhân Đức nói lỗi gì? Lỗi là mình không được ở bên cạnh thầy. Sao trẻ con như vậy? Xuất gia đi tu mà sao trẻ con như vậy? Mình ở đâu mình làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời? Bây giờ mình ở bên cạnh thầy mà mỗi ngày mình không có làm việc gì ý nghĩa trong cuộc đời, vậy cái xuất gia tu đạo mình để làm gì? Không lẽ bây giờ người thầy xuất gia tu đạo, xuất gia cho quý vị để cho quý vị ở bên cạnh thầy, để mỗi ngày lo cho thầy vậy thôi à? Mỗi một con người nhận thức được thì đào tạo một con người để làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên mình đi đến cái ngôi chùa nào mà ngôi chùa đó làm việc ý nghĩa trong cuộc đời và mình có thể tu hành giải thoát được thì cái này là quá tuyệt vời. Cái này mới là cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Còn nếu như mà mình ở bên cạnh thầy mà mình tu thì cũng mắc phương hướng giải thoát, sống gỡ qua ngày, vậy thì cái cảm ơn thầy là gì đó? Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát dạy y giáo tu hành cúng dường, sao mình không hiểu? Rất nhiều người bị trói buộc vô cùng tối tăm. Nên mới nói Đức Phật là bậc toàn giác. Nên tất cả những sự việc trong cái cõi nhân sinh này, trong vũ trụ nhân sinh này, Đức Phật đều rõ ràng giác ngộ hết. Phá vỡ đi cái bức tường vô minh che trước, Đức Phật đều giác ngộ hoàn toàn. Ngài đã giác ngộ hết. Đây mới là chỗ đặc sắc của Đức Phật. Ngài giác ngộ, Ngài mới chỉ mình một con đường giác ngộ. Bây giờ mục tiêu mình học Phật là để hướng đến chỗ giải thoát là đúng. Nếu như bây giờ mình đi học Phật mà mỗi ngày mình cũng là tìm kiếm cuộc sống cơm ăn áo bận, vì thì cuộc đời mình thật sự mà nói có khi thấy mình còn tệ người thế tục, người ta còn tự làm có cuộc sống, còn mình thì vì chén cơm manh áo để sống cho qua ngày đoạn tháng thì mình thua người thế tục, thua người thế tục. Mà được cái duyên đi tu thì đó là có duyên phước của mình, nhưng mà không đặc biệt. Nên mục tiêu tu là để hướng đến giải thoát là cái quan trọng nhất. Nhớ nghe quý Phật tử, nhớ đó. Từ nơi đó mà chùa chiền của mình, tất cả các điểm chùa, quý vị đừng bao giờ đi đến chùa mà nói rằng Tết nhất con lì xì cho quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ, tầm bậy. Làm cái việc mà gọi là có hại không có lợi. Người ta chỉ cần ở đây cơm ăn áo bận được là được rồi, chứ không có nói hai cái việc, những cái việc mà lì xì như thế tục đâu quý vị. Không có. Quý vị thí dụ quý vị có điều kiện, có tiền bạc này kia, quý vị hộ trì Tam Bảo, những đức làm bao nhiêu việc, những đức giải quyết bao nhiêu vấn đề, nó là chủ chốt chính để gọi là hộ trì Tam Bảo, đúng không? Thí dụ như giờ các cụ trong chùa đi vô chùa mình ở, mình tu, mình ở trong đây mình tu rồi, lo cho mình đầy đủ cuộc sống ổn định, mình yên tâm mình tu. Bây giờ mình có chút đỉnh tiền, mình đâu phải là mình đi làm tàu lao bác xế thí đại đâu. Người trên người ta giải quyết bao nhiêu vấn đề, lo ba ngôi chùa, bốn đạo tràng, nhân sự ao ao như vậy. Còn mỗi tháng còn phải đưa tiền cho Hòa Thượng xây chùa. Nên mình quy về một nơi thì mới làm được việc lớn trong cuộc đời. Mình rải rác tầm bậy tầm bạ là mình thất bại. Nên các anh em mà coi chùa chiền này kia phải nhớ, tích phước thì hưởng lâu dài. Cái gì mà mới mẻ thì phải từ tốn, từ tốn. Ví dụ như ai ta muốn cúng dường vậy à, cô bỏ thùng Tam Bảo hoặc đưa cho thầy, tiếng chi thầy làm nhiều việc, thầy giải quyết rất nhiều vấn đề, mình có thể bình yên mình tu đồ này kia đủ chuyện. Người ta giải quyết bao nhiêu vấn đề, dọn đường sẵn để cho mình đi ngon lành đó. Nhận thức được thì đúng là quá hiểu, quá tuyệt vời. Vậy thì nó biết quy hướng mục tiêu. Thí dụ như bây giờ
ở đây mỗi tuần chủ nhật những đức phóng sanh đồ, hoặc là chương trình phóng sanh tết nhất làm sao sao đồ, tao quy trình hết chứ phóng sanh, mình cúng dường, mình cứ gỡ cúng dường phóng sanh thì thầy sắp xếp sao sắp xếp. Có những người nói rằng thôi để con mua thêm con phóng sanh, quý vị biết cái gốc phóng sanh người ta duy trì rồi nó mới hay. Còn bản thân mình nghĩ à, thầy phóng sanh rồi thôi để con mua thêm để con phóng sanh, vậy nó nhiều thêm đặc biệt hơn nhiều. Cái nghĩ này thấp kém quá. Cái gốc mà mắc rồi thì cành lá hoa quả không được gì. Nên trong Phật Pháp, nhất là những ngôi chùa mà làm việc lợi ích gì này, nó phải có cái gốc cho chuẩn, cho chắc thì nó phất lên cành lá hoa quả. Hiểu không? Ở đây Hòa Thượng xây chùa như ngày vừa ngày lớn tuổi quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ tuổi trẻ những đức bây giờ phải gánh vác để lo lắng cả chùa chiền, lo lắng bao nhiêu sự việc cho nhân sự này, giải quyết bao nhiêu vấn đề. Từ nơi đó mình phải nhận thức được con người này là họ giải quyết vấn đề để phát diệt đạo tràng tu hành, nhắc nhở nhiều người tu hành niệm Phật giải thoát và nhắc nhở chúng suốt luôn, từng chút từng chút từng chút từng chút, mỗi ngày đều nhắc từng chút từng chút từng chút. Nên mỗi một con người chúng ta nhận thức được cái góc độ để mà biết hộ trì tam bảo của mình sẽ hiểu, sẽ biết hộ trì tam bảo. Người đó gọi là trí tuệ hộ trì tam bảo. Nhớ nghe quý vị, trí tuệ hộ trì tam bảo. Nghe Phật Pháp rồi đừng để một đời luống qua vô ích quý vị. Đừng nên tiếp nối con đường đi của người đi trước không hiểu, rồi tiếp tục bản thân mình cũng đi đọa lạc khổ đau. Còn sức khỏe cố gắng tu đi, đừng đợi tới hết xíu quách, khó lắm. Nghe không hiểu được bao nhiêu, khó tiếp nhận Phật Pháp lắm. Từ nơi đó được mỗi ngày nghe như vậy để nhắc nhở cố gắng gây dựng tính nguyện tính tâm thật là kiên cố, phải nhất định phải hướng về thế giới cực lạc mà về. Đây mới là góc độ sáng suốt trí tuệ, là bậc hướng thượng, là bậc tôn quý trong loài người. Người niệm Phật là bậc tôn quý trong loài người. Người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Người niệm Phật là bậc trí tuệ trong loài người. Quý vị phải nhớ, nên cố gắng gầy dựng cái tính nguyện tính tâm, quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.